Hàng Hoa Lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một cái chậu cát mặt hoa rất là đẹp. Và cái cây này hiện tại bây giờ nó rất là hiếm cô chú. Và cái dòng này cô chú mình nhìn băng lá thấy ghiền luôn. Cây này rất là mập và băng lá cực kỳ đẹp nha cô chú. Và bên cửa hàng bên con hiện đang có đúng nhất một chậu thôi. Đây là một cái dòng cát tem mặt hoa, là một hoa này là cát đài nha cô chú. Và cái cây này tên của nó là Đại Cao Hùng. Và cái dòng này thì được rất là nhiều cô chú mình săn đón để mua, nhưng mà nói chung là không có nhiều để mình mua đâu. Hoa cực kỳ to cô chú, hoa này là chỉ mới vừa hé thôi. Nếu mà nó nở bung ra thẳng cánh thì cái hoa của nó là rất là to, nó bự cái bàn tay con luôn á. Đây là dòng Đại Cao Hùng. Và hiện tại cái giò này thì đang có tổng cộng là hai hướng. Và nếu mà các cô chú mình muốn mua hướng á thì con sẽ tách hướng ra. Nhưng mà nếu mà các cô chú nào mà mình mua nguyên chậu thì con sẽ ưu tiên nguyên chậu trước. Tại vì nguyên chậu này thì con bán với giá tiền là 600, còn hướng á thì 350 một hướng nha cô chú. Đây của giò cát Đại Cao Hùng nè. Bản lá rất là to cô chú. Đây. Đó. Bản lá tầm khoảng hơn 6 cm luôn nè, và từ gốc lên tới đầu lá là tầm khoảng cỡ 45-50 đó cô chú. Và để tìm được một cái chậu cát thân lá như vậy thấy rất là đã rồi, thân rất là mập. Cái cây này là nó bằng gấp đôi ngón cái luôn nha cô chú, rất là to. Và hiện tại thì bên cửa hàng bên con ở đây là mình có bán hai hướng nè. Đây là cái hướng đầu thì con sẽ cắt ngay chỗ này đó, là một hướng nè, trong đây là một hướng, là hai hướng. Hướng đuôi này nó vẫn còn mắc nha cô chú, nên con bán đồng giá là 350.000 một hướng, hoa rất là to. Còn cô chú nào mà mình mua nguyên chậu thì sẽ ưu tiên mua nguyên chậu trước, với giá tiền là 600.000 một chậu nha cô chú. Khỏi cắt, nguyên chậu là 600, mình về cây nó sẽ khỏe hơn, mình về chỉ việc thay chậu mình chơi thôi. Còn một hướng thì mình trồng chậu nó hơi lâu một tí. Giá tiền của giò này tổng cộng là 600.000 cho nguyên chậu này, và tách hướng ra thì sẽ được hai hướng với giá tiền là 350.000 một hướng nha cô chú. Đây là dòng cát Đại Cao Hùng, một mặt hoa cát của đài. Đại Cao Hùng hàng đài này thì lá của nó, thì thân lá của nó rất là to và cây cực kỳ đẹp. Còn cái dòng mà Đại Cao Hùng Thái á, thì cái thân của nó ốm hơn của chú, với lại nó lùn tủn nè, nó không có cao với lại nó mập bằng thân này đâu. Đại Cao Hùng nha cô chú, mặt hoa rất là thơm luôn, cực kỳ thơm nha cô chú. Chỉ mới nở tầm khoảng 1-2 hôm, chưa bung thân cánh mà hoa rất là thơm rồi. Đại Cao Hùng. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804. Còn cái địa chỉ của con nằm ở phường 4, Tuyến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú, đây là dòng cát Đại Cao Hùng. Mặt hoa rất là đẹp nha cô chú, Đại Cao Hùng.